chào các em ở trong video này mình sẽ bàn về cái sách thơ 75 uh, đây là đề của sở bạc liêu mới thi cách đây một tuần anh đã nói ở đây rồi thì uh, những câu đầu tiên thì dường như không có gì gợi ý hết anh sẽ chỉ nói một vài câu đặc trưng thôi ví dụ như những cái gì uh, câu lập em ở đây đúng không rồi đạo hàm nhắc lại cái đạo hàm cái khối đa diện thì đọc sách ba bốn thì nhớ là bác diện đó. bác diện rồi Cái này thì các em nhìn hình ngậm quay thôi Rồi tóm lại là sắp sơ 75 Là từ câu 1 tới câu 10 của đề bạc liêu Anh tin rằng nó không có gì mà các em Không vượt qua đâu Vượt qua rất là đơn giản Câu 1 không gợi ý À câu 2 tôi gợi ý nè Nó kêu viết phương trình tích tiến đúng không Có thể là mấy người quên phương trình tích tiến Nhưng mà phương trình tích tiến mình muốn viết á Là mình cần phải có x0 hay không Đúng không cái này là x0 nè còn này là y không vậy giờ mình thiếu một cái mình viết đó là cái ca tiếp tiến thôi cái ca tiếp tiến nó chính là cái đạo hàm nó chính là cái đạo hàm tại x không mà cái đạo hàm tại x không là đạo hàm tại một đó thì bây giờ các em sẽ để anh đổi cái này coi ta cái này cái, cái đầu nó bự quá làm sao đó mà mùi... thôi cậy nó đi bây giờ cái cái tiếp tiến của em á đó... cái tiếp tiến của em nó chính là bằng y bằng k trong cái video này giỏ quá ta y bằng k tiếp tiến nhân x trừ ít không cộng hay không cái này nhắc lại tí xíu thôi cái màu mực nó bự ghê rồi vậy là câu hai gợi ý xong rồi nghe câu số 3 thì các em coi sự đồng biến nghịch biến của nó cơ số 3 là đồng biến nghịch biến đó suy nghĩ cái đó câu 4 thì nó cho hình chữ nhật người ta cho AB bằng 1, AD bằng 2 đúng không? Rồi người ta nói là xoay cái hình chữ nhật này nào quanh cái trục MN thì nó sẽ tạo ra một cái khối trụ. Tính thể tích khối trụ đó. V trụ là BG bình H. Như vậy, khi mà các em hãy tưởng tượng coi, khi mà chúng ta quay cái hình chữ nhật này rồi chúng ta coi coi chiều cao là cái gì mà bán kính là cái gì. Rồi tưởng tượng đi xíu, đó là cái nam câu 4. Câu 5 hàm trùng phương không có gì ý hết, easy game luôn câu 6 ờ, câu này à. bây giờ tôi khuyên là câu này nên bấm máy tôi là tôi khuyên vậy thôi nhưng mà mấy người muốn giải tay thì cứ giải nha bài này giải tay cũng không khó đó. bài này muốn giải tay thì lô ga cơ số 2 hai vế là xong nhưng mà anh khuyên bấm máy thì bấm sao cho đại b ship số tìm a xong rồi thế câu bị hức nào đúng à, đó là cái câu 6 em có thể bấm máy rồi giải tay nếu mà giải tay thì cái gợi ý là lô ga cơ số 2 hai vế còn nếu bấm máy thì cho đại B bằng 2 xếp xô tìm A xong thế xuống dưới cỡ nào đúng thì lụm nó Câu 7 câu lập M không có gì đây gợi ý Easy game Chuyển cái M này qua đây là chấm dứt rồi Câu 8 khối đa diện 34 là bác diện rồi tự vẽ Cái bác diện là cái à, hai cái khối chớp tam giác nó gáp lại nha hai khối chớp tứ giác nó gáp lại nhau á Bác diện là cái này nè anh vẽ bằng tay nó xấu nha anh vẽ anh vẽ bằng con chuột luôn á nè bác diện là cái khối này nè ừ. nói chung là mấy người nên nên xếp cái khối bác diện thử coi cái điểm cho nó bao nhiêu đỉnh anh anh thấy biết số đỉnh luôn rồi đó câu chính là tiêu diệt đồ thị không có gì ý luôn hàm hàm ba có 10 đạo hàm mới nói nè đạo hàm này là u chia v đúng không u chia v là u phẩy v cộng v phải uh, u phải v trừ v phẩy u chia v bình rồi đạo hàm của lốc nebe ít là một phần ít. Rồi, đó là những gì anh gửi ở câu 10. Tất nhiên là chúng ta có thể bấm máy câu 10 bằng cái công cụ đạo hàm tùy các em thôi. Rồi okay. đó rồi Tóm lại là mình có rất là nhiều cái công cụ để chúng ta xử lý đó. Rồi. Xong đó. anh gửi xong đó nghe. Rồi, cho mấy người làm đó. Rồi, đó là gửi câu chapter 75, mong các em làm tốt. Bye bye.